Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha anh em. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Khải đang livestream. Khải cũng trả bài cho anh em ở cái bát 11 của Khải cũng đạt 500 like rồi anh em. Nói chung là cũng khá là ok, khá là thành công ở bát 11 lần bài sandbox rồi. Khải đã đạt 500 like rồi và lần này thì Khải sẽ tiếp tục trả bài anh em ở bát 12 này. Giao dịch Hải ơi, 32 con trước này. À từ chưa chụp hình, nhầm, cứ từ từ bình tĩnh. Quên nói chụp hình mà quên chụp. Để chụp anh em ơi. Để Khải chụp một rương cho anh em xem. Trong là video này thì Khải sẽ trả bài anh em bát 12. Và ở video này nếu mà thành công thêm 500 like nữa thì Khải sẽ tiếp tục lên cái video bát 13 để cho anh em xem. Anh em xem là chỉ việc ủng hộ và nhiều khi anh em xem mà có cái quảng cáo anh em. Có quảng cáo trên kênh đó. Anh em chỉ việc kích vào quảng cáo ủng hộ Khải xem quảng cáo là được nha anh em. Ôi da, cái gì ồn vậy ta? Cái gì ồn vậy Hải ơi? Anh nghĩ bông vậy? Lấy kẹo ra. Vãi rồi, anh kẹo nữa. Lại cánh kẹo à? Ok, từ từ nè. Sao nó thiếu chỗ ta? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 24. Ok, tại vì nó cho một rương thôi nè. Đây khai đỡ nhiều quá. Nói chung bánh này thì vẫn sẽ là 65 cái nè. Nó đặc biệt hơn một chút là nó khoảng 65 cái đó. Mấy hôm trước thì Khải chỉ xanh khoảng tròn thôi, tròn tiền thôi. Còn hôm nay thì Khải sẽ xanh 64 hay 65 gì đó. Nó Khải chốt thử bao nhiêu. Tại vì ai bên này cũng dư quá trời nè. Đang dịch qua. Rồi, ôi, thêm 4 cái nữa trời. Thêm 4 cái nữa mà. 4 cái nữa đủ rương nè. Rồi, Hải chuẩn bị giao dịch nè Hải ơi. Ok. Đây là Khải chụp tấm hình gái này giao dịch thôi. Ở bát này thì chỉ mong anh em cho một like chia sẻ cứ đủ 500 like. Anh em nào xem rồi thì cũng có thể like ủng hộ nha anh em. Anh em like ủng hộ để tiếp tục lên bát 13 nha anh em. Đây là Khải chụp tấm hình này. Đó, đẹp trai chưa. Chụp tấm hình để làm hình nền anh em. Rồi ok, rồi giao dịch này Hải ơi. Rồi, anh nào? Nghiện là dở rồi. Đứng ngay cổng chào này thấy đâu ta. Đấy thôi, ngay thằng cầm cầu đây. Khả năng đứng ngay cổng chào có chỗ vợ bà Tân với lại cho gì đây này. Đâu rồi? Ủa? Sao mình không thấy ta? Không thấy à? À đâu? Vãi nồi đứng kẹt góc này thì mình không thấy luôn. Cứ tưởng đâu mà sơ vãi liền. À giao dịch. Thế không? Ok. Rồi trước mắt là một rương là 60 cái nha. 60 cái Khải sẽ đưa 600 vạn đúng không? 600 vạn với 600 vạn sẽ là 1k2 nha. Đúng không Hải ơi? Đúng rồi. Ok. Xong hết rồi, còn dư mấy cái lẻ Khải đưa thêm xong. Rồi, 32 con này, tiếp tục nè. Rồi, tiếp tục bao nhiêu giờ? Đợi xíu bỏ cái rương nè. Tối nay sẽ là 64 cái rồi. Nó hơn mấy hôm trước đó là thêm 4 cái nữa, 4 hay 5. 4 cái anh em ơi. Hôm trước Khải chỉ xanh 60 cái thôi. Và hôm nay thì Khải sẽ xanh 64 cái. Thêm 4 cái nữa thử nó có khác biệt gì không anh em. Nó có khác biệt to lớn gì không anh em. Rồi giao dịch. Rồi tiếp tục sẽ là 28 hả? Ừ lần này sẽ còn 28. Một rương thôi mà. Khải lấy rửa tay đi. Ok, rồi giao dịch xong đi rửa tay, rửa mạch. Vệ sinh các kiểu nè, vệ sinh các kiểu kiếm may mắn nè. Rồi, và một like chia sẻ nè mời. Rồi giao dịch xong rồi rebam thôi nè. Rồi, ok. Rồi tê tẹt nè rồi. Vô bơ tơ, được Khải đi lấy quá tử quả. Quá hết tử đâu ta. Ách nào còn tình xu đâu. Ngày 10 đầm đọc từ nha. À đâu Hải ơi. Ơi còn xu trong người ơi, mua dùm Khải một mua hai bình này tí nữa trả 60 xu lẻ xong hỏi Hải ơi cắn dùm Khải. Okay. Ơi có sẵn rồi. Ok hai bình thôi, xong hai bình rồi xong rồi. Rồi này bây giờ này bơ tơ dùm Khải bạc này, Thúy Yên này, Nam Đọc nghe mi. Ok đánh chỗ nào? Đánh ngay chỗ này luôn hả? Ngay cổng luôn. À đồ hay nha. Hôm nay đánh ngay cổng nha anh em, thay đổi vị trí một tí nha anh em. Rồi bơ tơ này, Thúy Yên này, một này.
Còn nghe mây này, ô nghe mây chưa thấy bao giờ. Nem nghe mây này, nem động nữa này. Nem động là con nem động ấy. Có cần đứng góc hay không? Chỉ đứng đứng thôi, đứng nhặt đồ thôi. Rồi nha. Rồi. Rồi nha. Thả đi. Thả đi không? Đó, cánh máy bắn rồi đúng không? Rồi ok, Thiên Sơn vô này. Muốn chơi mấy con? Bây giờ muốn chơi mấy con? Lòng ba con này, ba con này, lòng ba con này. Rồi xúc. Á đồ thả cái chỗ này vị trí hay ấy anh em. Ok, và chẳng đó cái bát 12 này chúng ta đã khai đao ở ba con đầu tiên. Đó là kim, mộc, thổ. Đó, kim mộc thổ anh em ơi. Rồi, chuẩn bị nhiệt độ thôi, lên tinh thần nhiệt độ thôi. Khai sẽ cho Excel đứng chỗ này anh em. Sẽ đứng chỗ này đi. Đó. Đứng này chơi đi. Rồi. Việc còn lại là bật auto lên và bói đồ thôi anh em. Đó, tự nhiệt tự xếp đồ, nhặt đồ trung thành. Ok man. Rồi, xúc. Anh Khải trên live thời gian chậm. Đúng rồi, 130 giây nè. 130 giây. 130 giây nè. Anh em đang xem đừng quên cho một like nè em ơi. Một like chia sẻ ủng hộ nè em ơi. Và cái video này Khải sẽ cắt lại, Khải sẽ up lại trên kênh và mong rằng cái bát 12 này sẽ thành công hơn. Nếu như được anh em ủng hộ khoảng 500 like đến 600 like nha anh em. Cái video này cũng như là trả bài anh em ở bát 11 nha anh em. Bát 11 anh em đã ủng hộ đạt 500 like rồi anh em à. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đạt 500 like rồi, bây giờ tiếp tục trả bài anh em ơi. Rồi. Tiếp tục là con thổ, một mình con thổ cuối cùng anh em ơi. Anh em đang xem đừng quên một like chia sẻ nè mày. Hôm nay đánh ở vị trí khá là hợp lý, thấy cái cổng đẹp anh em ơi. Xin siêu phẩm anh em ơi. Xin siêu phẩm. Siêu phẩm đại ca họ ơi. Đó, xin siêu phẩm đại ca họ ơi. Ai xa xa. Ba con kim. Ôi, ba con ba, kim ba con. Ngon 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 ngon. Đội con thủy anh em, đúng rồi, đội con thủy nha Dũng Đoàn ơi. Đây xanh em xanh số 14 cái anh em, số 14 cái. Vị trí đẹp mà. Ok anh em luôn. Số 14 cái anh em ơi. Hôm nay Khả xanh số 14 cái. Rồi chính anh xong chưa nè. Đâu rồi, chính đâu rồi. Ở đầu xanh, chính thế nào, đồ sáng mình không hiểu sao mấy ông này thích phá nha. Đang thần tài mà nó cũng đồ sắc anh em. Vãi nồi. Chịu luôn. Khải bó tay nè em ơi. Khải đi ăn thần tài mà nãy giờ nhìn lại thấy Khải bị toàn này. Đậu xanh. Ra đồ sát nè. Tại nãy giờ không được ý. Xin siêu phẩm đại ca hò ơi. Thấy có một nhẫn này, một gia truyền này, một vũ khí này. Ba con kim này mong nó ra khoảng 7 vũ khí là đẹp hải ơi. Ba con kim này mà ra khoảng 7 cái vũ khí là chắc chắn sẽ có cái tóc 30 nát sát thương các kiểu nè. Ok, hello 340 anh em đang xem nha. Hiện tại Khải đang xanh với 64 lệnh bài boss nha anh em. Mong rằng anh em ủng hộ một like chia sẻ nha mọi. Ôi chà chà, ai chà chà rồi. Lên độ, lên độ, lên độ, lên độ bói nè mọi. Tool đầu tiên sẽ có gì bán nhanh này. Phi phục. Giày giày. Áo này, áo shop này. Áo shop này. Rồi ok, từ từ nha. Khải mới thấy một cái giày mọc ngon anh em ơi. Giày mọc ngon anh em ơi. Giày mọc tóc 38 khăn lôi 17 à, cũng được. Đai lưng. Đai lưng này 15-20 không ăn thua. Giày nữ ấy. Ôi, giày nữ 35-19 khăn độc cũng được ấy. Giày chuyền mọc khăn lôi thở lực không có gì shop. Một cái giày tóc 11 và khăn độc 10, khăn độc 7 shop. Giày chuyền. Giày chuyền sức mạnh 3 sinh lực nỗ lực không có gì. Một gia truyền lại sức mạnh 8, 5 dòng cực đẹp mà không có gì nè. Nón khăn độc 17 shop. Nón khăn độc 15 shop. Đai lưng này coi. Vũ khí khăn độc 6 shop nè em ơi. Rồi áo này gì đây. Áo này nó bói ra mình được áo này nè. Khăn độc 24, ui không phục hồi nè em ơi. Cái này mà có phục hồi này vô tiền. Trời ơi sinh lực lực cao mà không có khăn độc nè. Ui mà không có phục hồi. Khăn độc 24 nè. Shop nè. Sức mạnh 13 được kích đồ nè. Kháng độc 17 sinh lực lực được. Ôi, Hải có vẻ hôm nay Khải thấy đồ hơi bị ngon á anh em.
khăn banh 3 shop, đồ ngon hơn mấy hôm trước ấy. Bao tay shop, bao tay kháng độc 13 shop, vũ khí tỷ lệ chính xác 73 shop, sát thương 97%, nhẫn khăn banh 4, nón thân pháp 5 shop anh em. Rồi chúng bác thì chưa cái gì gọi là VIP, chủ yếu là ba cái đồ sức mạnh rồi được một cái ngập bội nè, một ngập bội cũng được ổn ổn thôi, không phải gọi là quá khủng mà gọi là ổn ổn thôi nè. Anh em kêu tắt xếp đồ à, quên quên quên, nó cứ xếp đồ rồi nè, đúng không, tắt đi. Mấy cái này gia tẩu thôi nè mày. Ok ok, cái vứt ba cái này qua cái này nhặt thôi nè. Rồi tiếp tục. Ok ok, nhạt nhạt nhạt. Ok ok, đây đây đây. Đây anh em, chiếu khổng thức linh, một cái khổng thức linh. Phúc duyên 1 10 điểm. Xin siêu phẩm. Xin siêu phẩm anh em ơi. À, ở lần sang bot bắt 12 này thì Khải chuẩn bị số 14 cái lệnh bạ nha anh em. Khải đã giao dịch cho Hải một rương này. Còn 4 cái lẻ nữa, tí nữa giao dịch thêm sâu nè. Rồi, lụm đồ. Mong sẽ ra siêu phẩm anh em ơi. Anh em đang xem đừng quên cứ ủng hộ một like, chia sẻ. Và video này Khải sẽ up lại nếu đạt 500 like. Nếu đạt 500 like ở video tiếp theo ở bát 12 thì Khải sẽ tiếp tục lên bát 13 nha anh em. Anh em ơi, mình thuê thuê thì alo nhá. Butter full dòng mà. Butter full thì không có đồ ạc nữa, butter full anh em ơi. Hiện tại ạc có bà tăng 50k phút duyên nha anh em. Với một xếp may mắn 14%. Ui, 48k, 13. À 13 anh em. Lâu quá lú rồi anh em. 3 này. 3 này. 3 này, 4 này. Đó, xếp may mắn 13%. Với lại 50k điểm phúc duyên. Trời ơi, điểm phúc duyên này thiệt anh em, như ít hôm nữa mà nó ra đầu tím là ông Hải trúng. Tích lũy thành tích tiểu thành đại anh em. Ông gom ông bán khoảng 1 là tiền không anh em. Rồi bói, bói 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 bói. Rồi lên đồ. Lên đồ tuần 2, lên đồ tuần 2 cho anh em xem. Áo khăn độc 11 shop anh em. Dây chuyền. Dây chuyền sức mạnh không có gì luôn, thực lực thôi. Vũ khí thủy khổng thức linh shop, dây chuyền 20 nội lực shop, nón 21 nội lực shop, vũ khí sát thương dòng 1 cao, cái này nó làm phôi thôi, nội lực 69 shop, sinh lực 99 shop, kháng độc 15 shop luôn. Vũ khí, vũ khí kháng lồi 28 dòng 2, trời ơi quá nhỏ anh em ơi. Dòng 2 thì canh này, dòng 2 quá đen rồi. Dòng 1 thì Mera còn bán được tiền nữa. Áo kháng độc 5 shop này. Một cây bóng kháng độc 13 shop luôn. Rồi ok, chưa được món gì nè mày. À, mong rằng 64 con boss này ở bát 12 này sẽ thành công và cố gắng kiếm một cái món siêu phẩm này. Không anh em ơi, không dám cho rác rồi anh em ơi. Cho rác rồi anh em tụ tập đông thì đâm ra loạn luôn anh em ơi. Loạn khó chịu lắm. Tụ tập đông đâm ra loạn vãi nồi nè. Nên là Khải không dám cho rác nữa nè mời anh em thông cảm. Biết không, biết sao cho được một người á, xong rồi lại có người thứ hai, lại có người thứ hai xin lẽ anh em không cho. Rồi càng cho thì con. Càng cho là lại càng khó nè. Ồ, mít hai con thì phải. Ok ok. Nên là không dám cho nữa nè mời. Hôm trước Khải cho rồi đó. Cho mà đến cái mức mà gần 20 ạc, 30 ạc ra đứng xin rác. Trời ơi, cảm giác nó đông vãi nồi mà ngộp thở luôn em, không đánh được boss luôn em, hôm đó ngộp thở luôn em, nên là Khải bây giờ Khải không dám cho em ơi. Thành hò nó tàng hình ném sư phẩm giờ á. Có càng đỡ em, trời ơi khổ vãi nồi. Khải xanh bây giờ thiệt em chứ, mười mấy rương rồi chưa cái gì gọi cho là sư phẩm xem thôi, cho anh em xem thôi. Nói chung là nhỏ. Chủ yếu cho anh em xem rồi, anh em ủng hộ like, chia sẻ các kiểu thì Khải kiếm được ít lượng view rồi nhiều người biết đến thôi anh em. Chứ đa số là sang lỗ, không có lời được. Rồi, đánh hai con này nữa, mở boss anh em ơi. Mở khui bắt thứ ba.
khui cái rương thứ ba này mà. Đấy là hai rương này, chưa cái gì. Hai rương này, chưa cái gì gọi là. Mở bát. Một báo con tiêu. Rồi con thổ rồi, xong con thổ nữa, khui vậy nè mày, khui đồ. Xin siêu phẩm đại cao hò ơi. Em bán số kim. Ok em tí nữa nha, tí nữa nha. Anh may mắn vào, anh may mắn rồi nè. Anh bà Tăng có cánh thiên sơn rồi mà. Thằng Nam Độc sâu hơn hả? Nam Độc không có sâu hơn rồi em ơi. Nam Độc không có bọc sâu hơn rồi đúng chiến không? Đấu mà. Phi chiến đấu thì sao? Phải có phi chiến đấu mới đánh được. Trong thành mà, trong thôn mà. Ôi, mít luôn. Ôi, lại mít, mít 3 con em ơi. Không có đồ gì luôn là mít em. Anh Thiên Sơn vô kìa, ít nói thôi à. Thì đứng nhặt đồ mà phải chém gió cho vui anh em. Vãi cái ít nói thôi. Stream phải nói chứ không. Ồ, Nam Độc, Nam Độc, Nam Độc đang sâu hơn kìa, đúng rồi, tách đi Hải ơi. Tính đâu ra Nam Độc anh đâu có cộng sâu hình đâu. Đúng rồi, mà đâu có sâu hình đâu anh em. Dân săn thuê mà chẳng cộng sâu hình thì chết chết. Hải, Hải không có bật sâu hình. Rồi, lầm đồ này. Rồi, khui nè mày. Khui bát thứ ba. Khui bát thứ ba nè. Nói chung là đánh phải chém gió mới vui nè em. Đánh mà im ru ngậm cám thì nó buồn lắm nè. Kháng họ 19 số này. Cái này làm chậm 20, không ăn thua. Rồi. Ok ok. Shop này làm chậm 20. Ui toàn làm chậm 20. Shop này. Đọc sắc. Đọc sắc 30 mấy. Ok ok. Khui bác. Rồi từ từ xong cái này khui luôn nè. Hai con kim này khui luôn nha. Mới rương thứ 3 rồi, chưa cái gì nữa mày. Chuẩn bị này rương thứ 4 nè. Này là rương thứ 4 nha nè. Hai con kim này chết chắc chắn sẽ, nếu không có đồ sẽ ra rương thứ 4. 18, 21 con rồi. 73, 21. Hiện tại 75. Anh em nào muốn sang bot thì có thể bị em Facebook Hải Lê nha em. Là không có dấu, Hải Lê không dấu. Rồi, khui bác. Hải Lê không dấu nha em. Với xếp mạng bánh 13% và đi kèm 48k điểm phước duyên. Áo. Ôi chà, kháng độc 25 không phục hồi. Vũ khí chính xác 79% shop luôn. Kháng độc 14 shop luôn. Dòng ôi toàn đồ một dòng, nãy toàn đồ một dòng Hải ơi. Kháng độc 23. Nón nón này thông pháp 1 shop luôn nè mày. Cái này độc sắc cao à, độc sắc cao này thì khó nha. Này chừng làm foil thôi. Không được gì. Nhãn thông pháp làm chậm, làm chậm, làm chậm 20. Ok. Như vậy ba cái đồ này đó làm phôi cho xe thôi. Để chặt rương nè. Rác nè, rác nè. 20 thì chỉ đỡ làm phôi thôi. Đúng rồi, đúng rồi, ông Giang TV nữa, đúng rồi nè. Đúng rồi, nếu muốn không nghe, tắt mic đi nè. Anh em bảo Khải ít nói thôi, Khải bó tay nè. Giờ người livestream mà anh em không cho nói chuyện thì nó thiệt nè, nó chán vải đái nè. Rồi, khui bác. Đó, nãy giờ 4 rương nè em ơi, 4 rương rồi. Hello anh em mới vào nha, hello mọi người nha. Hiện tại 500 anh em đang xem trên livestream kênh của Khải. Mong là anh em ủng hộ video này, Khải một like, chia sẻ, ủng hộ đời lên lên đời xuất nè em ơi. Và cái video này Khải đang làm lại video mới và Khải sẽ up lên một cái kênh Khải video mới nha nam. Và video này Khải sẽ up lên trên kênh và sẽ là bát 12. Và mong rằng sẽ ra siêu phẩm và anh em ủng hộ Khải 500 like nữa, Khải sẽ ra tiếp tục bát 13 nha nam. Rồi khui bát. Này là rương thứ 5. Tại vì áo nhiều quá anh em ơi. Áo nhiều quá nên phải khui. Rương 8 rồi chứ. Rương 5 thôi, rương 5. Rương 5, rương 5 thôi. Tại vì nãy giờ Khải đã ấy mà. Rồi shop này. Đây còn có 33 cái mà. 33 cái. Rồi kê cái dây 15. Kháng lời 4 shop anh em. Bao tay 20. Cái này 30 vô tiền rồi. 20 sinh lực 96. Ok tầm ổn. Áo khăn lôi shop. Áo khăn lôi shop luôn nè. Không phục hồi chỉ có shop thôi. Vứt rồi. Đọc. Ui lại đọc sắc 33. Vái nôi. Lại một cái đao đọc sắc 33 mà. Xong đao nè. Hai cái đao. Trời ơi. Hai cái đao. Một toàn độc sắc rồi. Rồi ok.
chuyển sang bên này mấy cái đọc sách này đợi danh cái làm như làm nè. Nếu chưa được món nào vip là Khải vứt nha nè, vứt qua bên này đỡ nó khó chặt rương. Món nào vip thì Khải sẽ đỡ lại và sẽ thường xuyên cho anh em xem. Còn mấy món này chỉ khoảng tầm 200-300 xu đổ lại thôi nè, không được nhiều. Chung gọi là hàng sida thôi. Đúng rồi, 24 lần bài rồi anh em có tính chính xác anh em, 24 lần bài chưa thấy gì nè. Ít like vãi. Ok, hello Long Đàm, hello Phú Nguyễn, hello Thành Thành. Hello anh em nha. Hello Ấn Độ, hello Phú Thịnh Hình, hello Bùi Đạt. Không phải mít đâu, nó thằng hình nó lấy à. Ok anh em. Hello Vũ Hoàng nha, hello anh em. Hello Trung Hiếu, hello Thiên Chi, hello Đấu Tranh Sinh Tồn, hello Bích Liễu, hello Tèo Ngáo Ngơ, hello Thanh Tuân, hello Hoàng Lâm Trần, hello Ngọc Tú Lê, hello Tài Phạm Tuấn, Phạm Tấn chứ, hello Châu Phan, hello Dũng Đoàn, hello Phan Quân, Quân Minh, hello Châu Phan, hello Sầu Ca, hello đây, hello Hoàng Nguyễn Huy, hello Bảo Hoài. À đốt nhang đâu nói này quên đi vệ sinh. Ok anh em giờ đi đốt nhang ra, đi vệ sinh ra anh em, đi đái đi tiểu luôn anh em. Rồi đồ rớt thì mình nhặt anh em ơi, đi tiểu quá nha anh em. Không siêu phẩm anh em, Khải đi tiểu ra chắc ra siêu phẩm. Vô. Không siêu phẩm, không siêu phẩm. Đã vệ sinh xong em ơi, đã vệ sinh xong. Vô. Hai con thủy này may ra nó đạt đầu top 30 sắc thương ông. Nó là top 30 bên sắc 7x. Ôi, cái đầu đó thiệt anh em vô tiền anh em. Bèo lắm phải trên 3 đến 4 củ cái đầu anh em. Bên sắc 70, top 30 là đẹp. Bên sắc 73 đạt móc đi. Bên sắc là ước bên sắc 73 đạt móc đẹp rồi anh em ơi. Còn muốn bên sắc 92 hơi căng. 73 là hợp lý rồi. Đánh từ từ thôi hả Lê. À có gì đâu anh em, tại vì năm động nó cách bùa giật đam cho nhanh đó. Còn đánh gần chết năm động ngừng mà. Rồi khui bác thứ 8 anh em. Khui rương thứ 8 anh em. Hai cây đao. Ôi một cây đao, một cây bổng. Khui một cái nón khăn họ 19 shop. Nữ thì không hay sao. Một cái nón khăn lôi 5 shop. Ngọc bội khăn lôi 15 sự lượng lực cũng được. Áo phục hộ 20, kháng hỏa 19, shop. Một cái bỏng kháng lôi 4, không có gì, shop. Một cái áo kháng lôi 10, sinh lực cao, shop. Bỏ tiếp cái áo dưới này. Trời ơi, cái áo chọn 40, không có phục hồi, không có gì luôn, shop này mà. Ôi, một đại lưng kháng hỏa 25, cực kỳ đẹp nhưng mà không có chó nè, khá là đáng tiếc. Một đôi giày 6 dòng, tốc 17 và sinh lực nguồn lực, không có dòng gì cả. Chọn kháng họ 1 điểm, quá cùi. Shop luôn. Một cái nón 6 dòng, ui. Nón 6 dòng đẹp quá mà. Khăn chón cái 20 đỡ lại cho xe mang, tạm anh em. Gia chiên. Khăn lôi 3, shop. Nón. Khăn lôi 5, shop. Một cái nón khăn lôi 18 cho xe này. Rồi, còn một cái đao cuối cùng, cái bác thứ 8 này một cái đao cuối cùng. Rồi, đao này shop luôn này mày. Ông nào xin đao không? Ông nào cho cái lấy cái đao này, cho cái đao này. Đó. Đao này thì kháng họ 7 chả cái gì đâu mày. Đó, ai lấy đao lấy. Không dám cho nhiều anh em. Cho nhiều anh em sẽ xin đồ hồi là mệt lắm. Ok, giao dịch ít đồ rác qua xe bên kia rồi.
Nè, kháng họ 25 này. Một dòng một. Rồi. Kháng lôi 15 này. Ok ok. Rồi. Đỡ khả nhạc không, khải bó cho anh em tiếp tục rừng tiếp tục nha. Rừng 8 rồi nè mày, rừng thứ 8 rồi. Chưa cái gì. Bạn gì nữa, giờ còn 24 con. Còn 24 con anh em ơi, vãi rồi. Anh em đang xem đừng quên ủng hộ Khải video bắt 12 sang bên lệnh bài bot này với 64 con. Một like, chia sẻ và ủng hộ video Khải up lên trên kênh sẽ được 500 like. Đạt 500 like Khải sẽ tiếp tục gom lệnh bài bot và Khải sẽ ra bắt 13 và bắt 14 cho anh em xem nha. Nói chung anh em xem đừng quên ủng hộ like nhiệt tình đỡ kiếm đủ 500 like giúp Khải nha mọi. Và anh em xem trên video mà có xuất hiện quảng cáo nè, anh em kích vào xem quảng cáo ủng hộ Khải một view cũng như là một số quảng cáo nho nhỏ thì anh em cứ đỡ xem đỡ ủng hộ Khải nha mọi. Nói chung anh em cứ xem quảng cáo thì anh em cũng như là anh em đã donate Khải và ủng hộ Khải rồi, mong anh em cứ ủng hộ Khải nha mọi. Rồi khui hai con này nữa, khui bát đẹp nè mọi. Rồi cũng thấy nữa, còn đỡ cũng thấy này nữa, khui bát luôn, khui bát thứ 9 luôn nè. Thủy thổ thấy con. Thấy chết trước rồi, thủy chết trước rồi. Năm độc đánh gần chết ngừng rồi anh em, anh em thấy không? Năm độc đánh gần chết ngừng. Sang thuế mà lo, nếu mà năm độc kết thúc tao Khải không nhặt được đâu. Đúng rồi. Tại vì năm độc nó ngoài BT mà đúng không? Đúng rồi. Ngoài BT mà. Chuẩn luôn cái đó, Hải nói chuẩn luôn nè. Nếu mà năm độc kết thúc á thì nó ngoài BT là Khải đâu nhận được đồ. Tại vì năm độc ngoài BT mà. Ok, khui. Áo kháng độc 9 shop đai lưng. Kháng độc sản lực lực. Cũng được. Ôi áo không phục hồi kháng độc 15 lực 100 shop nón kháng họ shop nón nội lực 74 shop áo kháng lôi 8 shop áo không có gì luôn, một dòng thân lực 40 shop cái đài kháng lôi 8 shop luôn này mày, kháng lôi 8 nội lực 75 shop bao tay kháng họ 5. Ôi cực kỳ nhỏ nha anh em ơi, cực kỳ nhỏ anh em ơi, trời ơi toàn đồ một dòng anh em ơi, shop luôn. Kháng lôi 11 bao tay kháng họ 19. Ok thiếu lâm xài được anh em ơi, thiếu lâm khải mang được luôn. Hai cây kiếm kinh lôi sắc ngọi công 58 điểm shop thiên. Rồi một dòng thể lực 34, quá nhỏ quá nhỏ. Hai nhân cuối cùng anh em ơi, kháng họ 15 what the hell, kháng họ 15 chón 20. Trời ơi cái này chóng 40 mình xài luôn rồi. Đậu xanh kháng họ 15 mà chóng có 20. Mắt nhỏ anh em. Ôi còn một cái áo, còn một cái áo. Ôi thời gian đọc 40 không có gì. Rồi ok. Chưa cái gì gọi là đỡ mà siêu phẩm cho anh em xem cả anh em ơi. Khá là nhỏ. Toàn đồ kháng tầm trung 15, 16, 17 thôi nè. Tầm này chỉ có xe vứt cho xe hoặc là ngồi bán vài chục vạn đến vài trăm vạn thôi. Rồi nhiệt độ một nón to này, có vẻ còn tầm mười mấy con thôi mày, còn mấy phát thôi. Tốc 30 xuống tầm 45. 21 con. Và comment một câu thì bó tay nè, chắc là anti fan rồi. Ôi hai cây bóng, hai cái bóng anh em ơi, cố gắng đánh ba con này nữa Khải lên rương thứ 10 nè. Rương 9 rồi nè. Rương 9 rồi chưa cái gì. Ok, xong con này lên rương 10. Đại là hai con thủy, một con thổ, hai con thủy, hai thổ. Tụi này hai thủy, hai thổ anh em ơi. Nhóm mình 8 à. Trời ơi, có nhóm mình 8 nữa vô tiền anh em. Gần 500 anh em đang xem trên kênh, đừng quên ủng hộ Khải một like anh em ơi. Ủng hộ Khải một like, ủng hộ đỡ lên video đỡ xuất giúp Khải nè. Và video bắt 12 này vào ngày mai Khải sẽ up lại trên kênh. Và mong rằng tất cả anh em ở trên kênh hiện tại đang xem hôm nay thì ngày mai Khải up lên video bắt 12 thì cũng có thể ghé qua ủng hộ Khải một lượt view nha nè. Ủng hộ view đỡ Khải cố gắng đủ 500 like, Khải sẽ lên video bắt 13 tiếp tục nha nè. Nói chung là anh em xem rồi thì anh em cũng có thể xem lại ủng hộ Khải lại một view thôi nè, có gì đâu. Rồi nếu có quảng cáo thì anh em kích quảng cáo ủng hộ Khải thôi. Nói chung là anh em kích quảng cáo, xem quảng cáo thì cũng như là ủng hộ Khải tiền donate rồi nè. Đó vậy thôi. Nói chung là được anh em ủng hộ thì sẽ cố gắng đầu tư mua lệnh bài sang cho anh em xem.
Tầm này thì lần bài cũng khá là rẻ rồi, 220, 230. Một rương thì nó dao động nữa coi. Cho 230 đi. Mai còn 201 thôi. Nếu mà tính luôn tiền đánh ấy, tính luôn tiền đánh 250 xu. Đó. 250 xu nhân cho 64 con hôm nay 64 sẽ là tròn 16 kim anh em. 16 kim tất cả. Ui, con hợp thủy mà thấy hai cây bổng nha Hải ơi. Tròn 16 kim, 16 kim mà cộng thêm 1K2 dạng nữa là 18 kim tất cả anh em. 18 kim tất cả mà 18 kim nhân cho 60 một rương khoảng tầm 1 triệu 2. Tầm này 1 triệu 2 nè mày. Hôm trước 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6 lần. Tầm này 1 triệu 2. Ok. Xong hai con này nữa Khải sẽ bắt đầu bói rương thứ 10 cho anh em xem. Mong rằng rương thứ 10 này nó sẽ có siêu phẩm anh em à. Tại vì Khải thấy một con thủy chết mà xuất hiện hai cây bổng hợp thủy rồi. Chắc chắn anh em hai cây bổng hợp thủy. Mà không biết có siêu phẩm hay không. Anh em cùng chờ đợi hóng siêu phẩm trong cái rương thứ 10 này anh em ơi. Ui, một cây đao. Một cây đao hợp thủy nha anh em ơi. Một cái đao hòa thủy này mà một cái đao hòa thủy nữa. Cố lên, cố lên. Xong con này Khải sẽ khui nha nè. Khui, khui luôn anh em ơi, rương chặt này. Khui áo trước. Khui áo trước này. Áo sinh lực cao, không có gì. Shop. Một cái áo kháng họ 9, shop. Nón. Kháng lôi 4, shop. Kháng lôi 20, shop luôn anh em. Nón nam không ngoài xa. Sinh lực 52, shop. Đó. Bao tay. Kháng lôi 1 shop. Tiếp tục áo. Sinh lực cao không có gì nữa mày. Shop luôn. Đai lưng shop luôn. Ok. Đây sẽ là giây phút chờ đợi cực kỳ hấp dẫn của anh em. Không biết sẽ như thế nào, nhưng mà Khải mong chờ nó sẽ siêu phẩm trong 5 cây vũ khí này. Siêu mong rằng 5 cây vũ khí nó sẽ nằm trong khu vực này anh em ơi. 5 cây siêu phẩm nó. Kháng lôi. Lỗi shop. Cái lôi shop. Lỗi. Nói rồi. À lỗi. Chết rồi hả? Ừ chết rồi. Con kim đó nó chạy lung tung rồi đúng không? Ừ cái này tệ lại xíu. Ừ cho nó ra chạy cũng khác được. Ok anh em còn 4 cây nè mày. 4 cây. Ôi hút sinh lực 7 trời. Ôi em ơi chán đời chưa. Trời ơi cái này hút nội lực cũng đỡ anh em. Cái bóng hút sinh lực 7 Hải ơi. Vãi nồi. Vãi rồi anh em. Tiếp tục anh em. Shop khăn họ anh em. Một cây bông hợp thủy đã ra đi. Không có dòng gì. Shop nè. Tiếp tục. Trời ơi. Bông hợp thủy băng sắc 1 điểm. Siêu phẩm trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là một cây bông băng sắc 1 điểm. Vãi cả nồi. Shop. Ôi. Một cây đao băng sắc 78 mà không có tốc độ Hải ơi. Trời ơi. Mày chà nhỏ em ơi, cái đao này mà băng sắc 78 quá đẹp rồi, quá đẹp rồi, không cần gì phải bàn cãi em. Đặt móc băng sắc 73 rồi. Đặt móc băng sắc 73 em. Không có tốc độ. Cái này thì, nếu mà chơi cùng lôn cầm đi bơ ca cũng được em. Cầm bơ ca cũng ok ấy. Đợi xí nha, đợi hạ xí. Ờ, lấy con thiếu lâm mày đứng tanh nhiều đánh thôi. Trời ơi, một cái bọng hút sinh lực 7. Đúng rồi, hút nội lực là ngon anh em. Nếu hút nội lực là bèo bèo phải hơn 10 kim rồi. Chắc chắn là hơn 10 kim. Trời ơi, hút sinh lực quá nhỏ. Hón sang chùy à. Hón sang chùy hên xui anh em biết hón được hay không. Thôi mình bán pho cho nó lành anh em. Mình hón hồi to anh em. Mình hón quá sợ nè. Tại vì hón hoàn toàn mít rất khó anh em. Rất khó theo ý muốn của mình. Thành bon đánh được bao nhiêu siêu phẩm mà không chơi không hiểu gì toàn thanh niên hồ theo bảo này nọ. Khải không hiểu nè mày. Vô anh em bảo là anh em đọc bùa thôi, không cần phải đam mà. Khải thấy đam cho nhanh chủ yếu là kết thúc thôi mà anh em. Thứ yên kết thúc mà. Quan trọng gì. Nếu anh em kịp thời ngừng con em đọc ra thì kết thúc vẫn là ngày mươi, vẫn là con thứ yên thôi. Tại vì con em tính cho anh em xem nè. Con em đọc kết thúc là không nhặt được. Đúng rồi, con em đọc nó không trong bơ tơ này. Nếu mà nó kết thúc cũng đâu nhặt được đâu. Khả đâu nhặt được đồ anh em. Đa số là đúng con thứ yên kết thúc thôi. Nên là Khả mới nhặt được đồ á. Đánh thuê mà anh em chứ nói. Đúng rồi. Chuyên đánh thơ mà anh em.
Nói chung là cũng muốn cho anh em đánh, một khi là đánh thơ thì cũng muốn cho những người xem của chúng ta được siêu phẩm, cho anh em được siêu phẩm chứ đâu phải người ta ép anh em làm gì. Đúng rồi, nói chung là đánh thơ có chuyên của người ta rồi. Đánh gần chết là Hải sẽ ngừng là con em đọc lại. Đúng rồi, đội sang trì thì thiền về nè. Mà được sang trì được hay không mới là một vấn đề. Hôm trước thì cây trì của Khải thì lại tóc độc sát vái nồi, đúng là đỡ đúng cho luôn nè. Bây giờ hút sinh lực lại cho cái bóng vái nồi, sao không cho cái trì giùm tôi một cái nè em. Đúng rồi, dòng thể lực này mà chuyển sang top 30 nữa thì anh em đúng siêu phẩm luôn em ơi. Trời ơi, đang nhìn cực kỳ tiếc anh em. Nói có dòng gì? Binh sát 78 nè, thể lực 29 nè, nội lực 37 nè, kháng hỏa 5 nè, sát thương 1 lý 29, 5 dòng, không có tốc độ. Trời ơi, quá nhỏ. Quá nhỏ nè. Rồi, ok, cố gắng chờ siêu phẩm thôi em ơi. Và video này là video bắt 12 và Khải mong anh em ủng hộ Khải một like và chia sẻ ủng hộ video nha anh em ơi. Video bắt 12 này mà đạt tiếp tục 500 like, Khải sẽ lên tiếp tục video bắt 13 nha anh em. Nói chung anh em cứ ủng hộ và xem quảng cáo ủng hộ Khải thì coi như cái đó là tiền ủng donate rồi đó anh em. Ủng hộ Khải donate doanh thu từ YouTube đó anh em. Cứ anh em ủng hộ là ok anh em. Để giờ mới trôi qua khoảng gần 40 phút thôi anh em ơi. 40 phút trôi qua thì có vẻ đánh hôm nay thì Khải đánh luôn một lần ba con á nên là hơi nhanh hơn một chút mấy hôm. Như lại Hải chưa đánh thơ mà anh em. Không sao anh em ơi, đánh gần chắc là ngừng rồi. Vô hai con thủ anh em ơi. Hiện tại được hai món này khá là đẹp nhưng mà rất là tiếc. Hút sinh lực 7, trời ơi. Này hút nội lực có tiền anh em. Hút nội lực bèo lắm, phải hơn 15 kim nữa. Ai muốn mua thì muốn làm nên làm, tại vì server cũng có khá nhiều cái bán bổng. Ôi, nhiệt độ. Đây, cho anh em xem lại set đồ của bà Tăng Nhân Lóc anh em ơi. Hiện tại set đồ của bà Tăng vẫn là một set may mắn 13. Một set may mắn 13 anh em. 3 này 9 này 4 là 13 nha anh em. Đi kèm với gần 50k phúc duyên. Ôi, mít, vãi. Con nó mít anh em ơi. Mít anh em. Đi kèm với 48k phú duyên nha anh em nào có muốn đánh bot hoặc là mua bot thì Hải L đang bán với cái giá thời điểm hiện tại bây giờ thì khá là rẻ. Hôm trước thì 290-280, có khi 300 một con, vừa đánh rồi bao anh em đánh luôn. Anh em chỉ tốn thêm vạn thôi. Còn tầm này thì rớt còn 250 thôi anh em. Tầm này rớt 250 rồi, tại vì giá cả lên bài bot tầm này rẻ. Nên là chỉ còn 250 một con thôi, là bao đánh cho anh em luôn. Anh em chỉ cần bỏ thêm vạn và anh em đứng nhặt đồ thôi. Đó. Hiện tại anh em muốn đánh thì ký bị em Facebook Hải Lê không giấu nha. Có hình avatar bà Tăng nha anh em. Rồi tiếp tục bói đồ nè em ơi. Bói cái bờ rương này, thảo được từ. Đỡ đánh xong cái ba con này rồi bói rương 11 hay 12 gì đó, Khải không nhớ, Khải nghĩ là 12 anh em. Bói rương 12 đi. Xong cái này lụm luôn. Đang ở xin công tác 5 ngày nữa anh ơi. Ok, à Tú Nguyễn ở Singapore. Hello Trần Hà nha, mong anh được siêu phẩm 20 kim ok luôn. Cánh quá tử, cánh quá tử rồi nè mày. Hải Lơ mới cánh rồi đúng không? Mới cánh rồi. Mới cánh, mới về cánh. Nãy ra nửa tiếng rồi. Vô. Xin siêu phẩm đại ca ơi. Bóng tiếc quá, quá tiếc. Cái đao này chứ, nhìn đao đẹp quá này mà. Đao này tầm này dạng mà đao mà không tốc độ anh em. Bên sắc mà Khải thấy cái đao này dạng đẹp quá anh em. Bên sắc 78 dòng 1, khá đẹp rồi ấy. Đạt móc 73 rồi. Tầm này mà Thiên Vương nó cầm đao này chém hơi bị ngon anh em. Nếu mà Thiên Vương cầm đao này nó chém được khỏi chạy luôn anh em. Cái gì hút sinh lực đấy? Cái bóng. Bóng hút sinh lực anh em. Bữa nay thiếu hơi đàn bà, thiếu hơi đàn bà quá, vài anh đổ. Canh nhờ. Thiếu hơi gái đúng không? Khui. Hai con này nữa khui nha Nam. Nãy giờ mít hơi thổ hơi bị nhiều nha, kiếm gia truyền hơi thổ vậy. Ôi.
có một giờ chiều nha. Rồi ok, khui. Khui năm ơi, khui rương 12 nha. Khả nhớ không làm những cái này là rương 12 nè. Ok. Sẽ tiếp tục, đây là rương 12. Nón kháng độc 11 shop nha anh em. Nón kháng độc 2 shop luôn. Kháng độc 6 chứ, áo kháng hộ 15 shop luôn. Nón kháng hộ 15 cho Thiếu Lâm mang được nè. Sinh lực kháng độc, qua kháng băng thì chúng động không được gì hết. Sinh lực 110, kháng độc 10, kháng băng 15. Một cái vũ khí vừa vào rương, kháng hỏa 9 số. Trời ơi, kháng băng 15 không có kháng cả anh em. Một cây vũ khí 5 dòng sát thương các kiểu số anh em ơi. Cái này 4 ô này là chặt rương quá, khai số rồi. Chứ nếu đờ băng phôi cũng khá ok. Mà thôi, số đi, không cần. Số vũ khí. Một cây băng sát 42, 5 dòng 6 dòng vải nồi anh em. Kháng hỏa 5 mà chóng 20. Này không ăn thua, sốt rồi. Này này bói rồi, tiếp tục cái bóng. Ôi, nội lực 7, đúng một dòng 1, sốt, đại lưng. Kháng sinh lực 24, sốt. Ok. Không có gì nè mày. Rồi là khả giao dịch qua chạy này nè. Cho nó khó chặt rương này. Ơi chà chà, chưa có gì VIP, chỉ có một cây hút sinh lực 7 thôi nè. Một cây cái đao. Cái bóng đó. Đúng rồi. Bóng hút sinh lực 7 nhầm. Cái bóng vài đao liếu liếu nè. Lú. Anh em thấy cái đao No 1 server quá đẹp, đang rào 8 triệu. Mỉm cười may mắn đến vãi nồi. Cái đao anh em ơi, ông nào xanh rất đẹp quá. Không biết ai xanh được. Không biết luôn. Chả biết. Chắc bên băng xe. Nếu mà Hải không đánh chắc bên băng xe. Không phải băng xe đâu. Băng nào. Băng xe mình đã biết rồi. Có anh em trong băng xe. Ô, những băng nào. Ok, bắt đầu khui nè mày. Khui. Đài lưng kháng băng 13, shop. Giày, ôi kháng băng 23, chống độc 20, không có tóc. 5 dòng không có tóc nè, khá là tiếc. Nếu có tóc là thiên nhẫn nữ mang được. Shop. Một áo ôi kháng băng 25, chống độc 20, sinh lực nỗ lực các kiểu không phục hồi. Áo này quá đẹp mà không phục hồi nè. Shop luôn. Kháng băng 11, shop. Bao tay kháng băng 13, shop. Áo kháng băng 11, không có gì luôn, shop. Một cái áo không có gì luôn, shop. Ok anh em, shop luôn nè mà, shop. Rồi, còn mấy con là Hải ơi? 6 con. Sau 3 con này còn 6. Ok, giao dịch này đưa thêm 14 con nữa này. Ok, giao dịch. Lấy thêm tiền nè. Rồi, giao dịch này nghiện là dở rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi, giao dịch. Cái này là thêm 80 vạn nữa, Khải tí tính sâu nha. Okay. Một kia 80 vạn. Ra đảo rồi, lại xa bờ rồi anh Khải ơi, thì anh em quá xa anh em ơi. Quá xa luôn nè, mong là anh em ủng hộ một like, chia sẻ ủng hộ anh em ơi. Cố gắng lên 500 like rồi ở cái bát 12 này, Khải sẽ cố gắng mua thu gom lên bài bot và tiếp tục chiến, tiếp tục trả bài anh em ở bát 13 anh em, nếu video đạt 500 like. Và video này Khải sẽ up lại và mong rằng những anh em nào mà đã xem và đang xem hiện tại bây giờ ở livestream buổi tối hôm nay thì đừng quên ghé qua video đó, kích Khải một like và có thể xem quảng cáo ủng hộ Khải, cũng như là cái đó là donate Khải nha anh em. Anh em xem quảng cáo video thì cũng như là donate Khải rồi nha anh em ơi. Và Duy Khải cảm ơn anh em đã theo dõi những cái series sandbox của Khải. Tầm bây giờ thì đã bắt 12 rồi, thì cũng khá là dài rồi anh em, cũng gần một tháng trôi qua rồi. Và anh em luôn đồng hành ở những cái bắt sandbox như thế này thì Khải cảm ơn anh em rất là nhiều. Và đó thôi, ok, vừa cảm ơn xong thì con boss này mít luôn anh em ơi, không có đồ luôn, quá nhỏ. Quá nhỏ nè. Cây đó ở Thiên Sơn rơi được 2 ngày thì phải à. Đúng rồi, bóng này không sân chì thì ngon. Cái đao này thì sát thương 29, cái này thiên vương đao nè. Thiên đao nếu mà có chơi hạt này thiên vương chì, nếu mà chịu thiên vương chì phải hón nè. Rồi, boy. À, đỡ đây rừng boy luôn cho hấp dẫn. Để đấy là phôi. Không phải làm gì. Không làm gì được.
đỡ cho xe, hoặc là Thúy Yên cầm nó đi chan cũng được anh em. Hoặc là Thúy Yên Khải cầm đọc sát rồi, chúng cất ở làm phôi biển sát 78 đọc đẹp mà. Mua đâu đó luôn đi Khải nha, bơi vào bờ đi em. Mua làm gì, đao ngon mà mua làm gì. Ông ấy là mua cái đao tóc 20 sát thương 41 kìa, 8 triệu. 8 mua triệu làm gì cái đao của Khải, thua gì đâu. Cái đao Khải 31 được rồi anh em nè. Nhưng mà thua thua 9 điểm thôi, chứ lại thua ít sinh lực, 30 điểm sinh lực thôi, cũng không hơn gì mấy. Mua làm gì, điên. Nói chung là thà không có thì mình ưng mình mua được. Nhưng giờ Khải có rồi nên cũng không cần mua nữa. Đào kỳ hơn Khải 9 điểm sát thương. Rồi bói nè mời. Hơn bao nhiêu lực tay đâu. Khui khui là cái rương này rương 13 nè, rương thứ 13. Không biết số 13 nó sẽ như thế nào. Một cái giày tóc 38 khăn lôi 12. Chưa. Đài lưng khăn lôi 15. Áo shop. Hồi nãy anh em nào có BM mua một set đồ cho con Thúy Yên đao hai kim á, anh em nào mua thì BM Facebook anh em ơi. Nếu mà đủ thì trong tối này đủ luôn, tại vì Khải có rất là nhiều đồ ấy. Shop này trời ơi, sinh lực trời ơi, kháng độc luôn, kháng độc 15 shop, nón kháng lôi 7 shop, dây chuyền sinh lực không có gì anh em ơi. Shop rồi, chưa cái gì gọi là ai mà bảo không shop luôn. Xa chưa Khải, nhìn tới Hoàng Sa chưa ra đảo này mày, chứ cần tới Hoàng Sa, Hoàng Sa Trường Sa rồi anh em. Nói thiệt anh em, như bát này bát 12 rồi, Khải chưa vẫn có gọi cái món nào mà siêu phẩm 2-3 triệu, 2-3 triệu thử anh em, rất là chua kinh hồn anh em. Thiệt ra đảo rất là xa luôn anh em, thiệt kiểu này chứ khỏi vô bờ luôn đó. Tại vì anh em cũng nghiện, Khải cũng nghiện nên là hôm nay Khải mua nhanh luôn ấy. Hôm nay Khải mua là một người là 32 lần bài, một người 22 lần bài. Với Khải có thêm mười mấy cái nữa là Khải đánh, hôm nay là 64 cái lần bài. Và Khải mua trong ngày hôm nay là Khải mua đủ luôn đó anh em. Mua nhanh cho anh em đánh, cho anh em coi luôn ấy. Đào đấy 8 triệu điên. 8 triệu thì hơi cao à. Cao quá. Quá nhỏ em ơi. Silver đầu tím mà mua cái đó 8 triệu đúng rồi, hơi cao. Đúng rồi, cao. Tầm 4-5 triệu, theo Khải nghĩ 4-5 triệu mua đánh sập silver thì được. 4-5 triệu thì được. Giờ 4 triệu thôi. 4-5 triệu thì xúc được. Ai chưa có xúc thì Khải có rồi nè. Rồi. Tóc 20, tóc 30 nó lại khác. Tóc 30 con lôn thêm được 5 điểm, giảm cái trắng phái lại, trắng phái xuống rồi. Khui tăng 2-3 thôi. Rừng cuối cùng chưa, vẫn còn á. Ok, vẫn còn vài con nè. Khui này, ui một cái chuyện ở thổ đấy, kháng độc, thời gian cũng độc, sinh lực kháng bệnh, con cuối. Ok, nón shop này, đai lưng, áo kháng lôi 1 shop này, áo kháng độc 17 shop luôn. Thế ôi, là đã còn 4 con cuối này. Ok, một vũ khí kháng băng 25 không có dòng gì luôn em ơi. Sát thương 79 và sinh lực 28, nón kháng băng shop, cái kích đấy kháng đẹp quá, đỡ lại chơi nè. Kháng độc 11 10 ôi kháng độc 19, ôi giày kháng lôi 13 không ăn thua. Ôi, kháng lôi 15, tóc 13 không ăn thua. Bao tay kháng độc 10 shop, áo thần pháp 12 không có gì shop, áo không có gì shop. Ôi một dòng rồi em ơi. Rồi to này, ra đảo tập 12 anh em, cái này nó thành là ra đảo tập 12 ra đảo tập 12 anh em ơi, không có gì nữa mày, ton tập rồi, canh vãi rồi anh em. Thì anh em như quá nhỏ anh em ơi. Gần 500 anh em đang xem, mọi người cho Khai một like ủng hộ video này mày, lấy tương tác vào đây mày. Khả sẽ lên cái video này lần bắt 12 và mong anh em ghé qua video bắt 12 này ủng hộ 500 like. Khả sẽ tiếp tục mua thu gom lần bài và lên bắt 13 nha anh em. Rồi to này, nghe nói 4 con cuối mà không có gì to này.
không có gì để to này. Ai hết rồi đấy. Ok, được xem thử được gì này mày. Còn áo khăn băng 17 shop này, khăn lôi 1 shop này, khăn lôi 15, khăn lôi 15, không thuộc linh khăn băng 15 sinh lực cao shop luôn. Rồi ok, shop tồn tọng này mày. Rồi ok, không được muốn gì gọi là siêu phẩm này mày. Hôm nay khá là cùi, ngày khá là đen anh em. Anh em đã khải giao dịch bớt qua khải, nói chung là chỉ được hai món, nói chung không được cái gì luôn. Hai món thì nói hai món rất vui, hai món này cũng dạng là tầm trung luôn em, không gọi là VIP nữa, quá nhỏ nè. 1 2 bỏ nó gì ra. Rồi đây chỉ được ngày hôm nay chỉ được một cây bóng hút sinh lực xấu nữa em, một cái bóng thôi. Đây đã rồi á, một cái bóng thôi em. À, có một cái bóng thôi em, chỉ có một cái bóng thôi. Còn cái đao này thì thiên vương, thì tầm này thiên vương đao ai đâu mà chơi em. Rồi hoặc là con long đao đi theo đường banh sát thì may ra mua cái đao này đánh chơi thì được. Cái đao này banh sát cao thì nếu mà khải nghĩ thì nó đặt móc 73 banh sát, thì nếu mà thiệt tình bán thì cái đao này phải 3 kim khải mới bán, còn không khải đợi chân cho vui em, phải 3 đến 5 kim khải mới bán, mà không phải đợi chân cho vui thôi, chân cho đẹp thôi, chứ tầm này không ai xài. À, nó thẳng này vậy. Rồi còn ba cái đồ này thì rác thôi nè mà, không có gì. Kích này đẹp đẹp nên là khai đỡ lại cho nhìn cho vui thôi. Đó. Rồi. Không có gì luôn. Rồi ok. Và khá cảm ơn em đã xem ở video bắt 12 này, và khá chúc em một buổi xem video vui vẻ, và đừng quên kích nút like và ủng hộ video này, đạt 500 like. Khải sẽ ra video bắt 13 nha anh em ơi. Nếu đạt 500 like thì khải sẽ ra bắt 13. Và anh em xem video thì đừng quên, nếu mà có quảng cáo thì anh em có thể kích vào quảng cáo để ủng hộ Khải một lượng doanh thu nhỏ nhỏ từ YouTube nha anh em. Anh em cứ kích vào quảng cáo thì Khải sẽ được một ít tiền để Khải trang trải và mua thêm những lần bài boss và đánh bắt 13 cho anh em xem nha. Ok, cảm ơn em rất là nhiều nha. Và bây giờ thì video này Khải cũng xin phép anh em Khải video luôn nha anh em ơi. Cái gì chúc anh em ngủ ngon nha. Ok, bye bye mọi người nha. Hải giao dịch Kim này, Hải ơi.